Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vừa công bố áp dụng loại thẻ lần đầu tiên xuất hiện ở giải đấu chính thức. Thẻ hồng sẽ được sử dụng tại Copa America mùa hè này sau khi ban tổ chức thông qua luật mới trước thềm giải đấu. Công dụng của tấm thẻ mới không giống với hai loại thẻ thông dụng là vàng và đỏ. Thẻ hồng dùng để báo hiệu một đội bóng thay người bổ sung, quyền thay người thứ 6 trong các trận đấu, được sử dụng trong trường hợp một cầu thủ bị nghi ngờ chấn thương vùng đầu và chấn động não. Luật yêu cầu các đội muốn thay người trong trường hợp này phải đưa thẻ hồng cho trọng tài thứ 4. Điều này nhằm giúp trọng tài nhận biết trường hợp thay người ngoại lệ vì những chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu với cầu thủ thay người bình thường. Thẻ hồng là thẻ mới nhất được trình làng trong bóng đá, cùng với các thẻ vàng và thẻ đỏ đã được sử dụng thường xuyên. Những năm gần đây, khán giả cũng được chứng kiến sự ra đời của thẻ trắng, được sử dụng trong một số ít trường hợp nhằm tôn vinh cử chỉ đẹp trong thể thao và tinh thần fair play trong trận đấu.